AFC nhận định giải U23 Đông Nam Á 2023 sẽ là sân chơi để các đội có thể cọ sát, tích lũy kinh nghiệm cho các đấu trường lớn hơn tầm châu lục. Đây là lần thứ tư giải U23 Đông Nam Á được tổ chức. Ở sân chơi này, các đội bóng không chỉ theo đuổi vinh quang khu vực mà còn xem giải đấu như một nơi để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024 sắp diễn ra, trang chủ AFC viết. Về bảng C của giải U23 Đông Nam Á 2023, AFC đưa ra đánh giá. Bảng C có sự góp mặt của nhà đương kim vô địch U23 Việt Nam cùng với Philippines và Lào. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF đã quyết định cử một đội gồm hầu hết các cầu thủ dưới 20 tuổi. Chính vì vậy, đây có thể là một bảng đấu mở, trở nên rất khó đoán. Theo AFC, huấn luyện viên trưởng của đội U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn nắm phần nào lợi thế khi dẫn dắt một đội bóng mà ông đã rất quen thuộc. Bởi trước đó, ông Tuấn đã huấn luyện các cầu thủ ở cấp độ U17 và U20 Việt Nam. Lực lượng nòng cốt của U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á 2023. Ở bảng A, Thái Lan gặp Campuchia, Brunei và Myanmar. Huấn luyện viên trưởng Isara Savitaro của U23 Thái Lan đặt niềm tin vào một đội hình mới, khi chỉ còn lại 3 cầu thủ từ đội đã thi đấu tại SEA Games 2023. Thần đồng Suphanat Mota, người vừa gia nhập đội bóng của giải bóng đá chuyên nghiệp Mỹ Âu Leuven theo dạng hợp đồng cho mượn 1 năm, đã không được triệu tập, AFC nhận định về bảng A. Tại bảng B, AFC nhận định chiếc vé vào bán kết sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa U23 Indonesia và U23 Malaysia. Trong khi đó, U23 Timor-Leste sẽ cố gắng tạo ra một bất ngờ ở bảng đấu. U23 Indonesia, nhà vô địch năm 2019 được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Hàn Quốc Shin Tae-yong. Ông Shin đã giữ lại 10 cầu thủ trong đội hình giành huy chương vàng SEA Games 2023, nhưng không thể triệu tập các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, AFC cho biết. Ở ngày đầu khởi tranh giải U23 Đông Nam Á 2023, 17 tháng 8, chủ nhà U23 Thái Lan thắng U23 Myanmar 3-0 và U23 Campuchia thắng U23 Brunei 5-0 đã có trận đấu ra quân với chiến thắng ấn tượng. Bảng B sẽ bắt đầu thi đấu vào ngày 18 tháng 8. Đến ngày 20 tháng 8, U23 Việt Nam mới ra quân gặp U23 Lào.